Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với những giờ học thú vị của Dũng Mori. Trong ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn nhớ rất là nhiều từ vựng chỉ trong vòng một âm nhạc. Ok, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Rồi các bạn hãy nhìn đây. Đây là bản đồ đâu nhỉ? Ở châu Mỹ đúng không nào? Hôm nay chúng ta sẽ đến với 5 đất nước và dựa vào 5 đất nước này mà chúng ta sẽ học được rất là nhiều từ vựng trong tiếng Nhật. Được chưa nhỉ? Thôi, trước tiên các bạn hãy nhìn đây. Đây là đất nước gì? America đúng không nào? America. Được chưa? Ok. Vậy thì chúng ta sẽ có những từ vựng như sau. Hãy trước tiên chúng ta có từ Amen này. Các bạn xem, Amen có hai nghĩa. Hai. Ở đây Amen. Amen là mưa đấy nhé. Các bạn đọc cho mình à, hơi cao một tí. Amen nhé. Còn kẹ. Kẹ nói chung là Amen. 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 Được chưa nhỉ? Hãy trước đi. Ika. Ika. Ika này bỏ chữ vào đây, chúng ta sẽ có từ Ika. Ika là con mực. Được nhỉ? Các bạn chỉ cần nhớ như thế này thôi. Đây, kẹo và mưa và mực của đất nước Mỹ rất là ngon. À, kẹo và mưa của đất nước Mỹ. À, tất cả đi, cả ba thứ đi. Ngon. Mưa, kẹo và mực của Mỹ rất là ngon. Ok. Ame. 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 Ika. Được chưa nào? Chúng ta lên với đất nước thứ hai. Đây là đất nước Canada. Được chưa? Canada thì chúng ta sẽ biến âm đi một tí thôi. Biến âm đi một tí. Đây. Chữ này sẽ biến chữ đỏ. Đây, Canada đây. Âm khi Canada đây. Canada là cơ thể. Được chưa? Canada, Canada, cơ thể của người Canada. Được chưa? Canada. Được chưa nào? Hay. Chúng ta sẽ có một từ vựng nữa, đó là từ vựng Cana. Cana có nghĩa là không biết là. Không biết là có ngon không nhỉ? Oishi kana. Đúng không? Kẹo của Mỹ không biết là có ngon không nhỉ? Americano. Ame wa oishi kana. Oishi các bạn biết rồi đúng không? Oishi là ngon ですね. Oishi kana. Đúng không? Hay là gì ạ? Cơ thể của cô ấy là của bạn nào? Bạn A chẳng hạn đó. A san no karada wa oishi kana. Cơ thể của bạn A không biết là có ngon không nhỉ? Được chưa nào? Ok, xong nhá. Tiếp theo, Brazil thì chúng ta sẽ có một từ vựng đó chính là Braza. Được chưa nào? Hay, viết đồng cứng đây. Braza. Được chưa nào? Braza. Braza có nghĩa là alo phụ nữ. Được chưa? Alo. Braza. Được chưa nào? Đấy, xong đến lượt thứ ba phải không? Đến lượt thứ ba. Cuba. Cuba này nhé. Nhưng mà chúng ta nhớ là không đọc bằng cu mà là cư này nhé. Đấy, chẳng nhất chỉ có cư mà thôi. Đấy. Cuba thì sẽ là gì đây? Thêm một chữ nữa đây. Đấy. Cuba được. Đúng không? Chúng ta đi. Cái từ Cuba được có nghĩa là phân phát. Thấy chưa? Phát cho ai đó gì đó. Cuba được. Cuba được. Nhớ chưa nào? Đấy. Cuba phân phát cho người Cuba chẳng hạn. Đấy. English cup. Cuba được. Ok, đất nước cuối cùng Uruguay. Tên gì ạ? Uruguay. Thì không có ư và chúng ta sẽ biến thành ư được nhé. Đây. Và chúng ta sẽ có một từ là từ vựng đó là từ ư được. Ư được. Đấy chứ nhỉ? Việt Nam bán gạo cho Uruguay chẳng hạn. Nhớ như vậy, đúng không? Đọc là ư được. Ư được. Ư được. Hay, vậy là giờ của chúng ta đã kết thúc. Thông qua 5 đất nước này chứ các bạn nhớ được bao nhiêu từ vựng nhỉ? Thứ nhất Ame ame, hai từ từ này. Hai, Ika, Ika là mực đúng không nào? Hai, mực đúng không? Ba từ này. Canada này, Canada thì có từ Canada cơ thể này. Đây chính là và từ Cana không biết là thế nào đó đúng không? Oishi kana đúng không? Oishi kana năm từ này. Tiếp theo, Brazil, Brazil là áo phụ nữ này đúng không? Braza, Braza đúng không? Tiếp theo, Cuba. Cuba này, Cuba được là phân phát này. Cuối cùng là Uruguay là ư được này. Vậy là đã xong 8 từ rồi. Đúng nào? Rất là đơn giản. Tiếp theo, mình sẽ có những bài học rất là thú vị nữa. Các bạn hãy quan tâm theo dõi nhé. Hay. Và mình xin được thông báo thêm là địa điểm 2 cơ sở Mỹ Đình đang được hoàn thành rồi. Đến tháng 8 này sẽ bắt đầu các lớp học. Các bạn hãy nhanh tay đăng ký kẻo hết chỗ nhé. Bye bye.